Top 100 nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu. Giải thưởng do Winning Global Holding phối hợp cùng tạp chí Women Leaders và Phong Cách Doanh Nhân tổ chức với sự thực hiện của Nam Hưng Media Group nhằm tìm kiếm và tôn vinh các nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu năm 2022. Với hành trình tìm kiếm các ứng viên từ mạng lưới Winning Global, Giải thưởng Top 100 nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu 2022 dự kiến thu hút hơn 500 khách mời là các chính khách, nhà hoạt động xã hội, các doanh nhân và nữ lãnh đạo doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Lễ vinh danh sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình tìm kiếm các ứng viên thông qua chuỗi sự kiện bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 năm 2022. Theo đó, các nữ lãnh đạo trên toàn cầu sẽ đến từ 100 lĩnh vực kinh doanh khác nhau và hội đủ 5 tiêu chí sau: là chủ doanh nghiệp, có khả năng kiến tạo và ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng trong vai trò Winning Partner, có hoạt động kinh doanh được kết nối thông qua mạng lưới nữ lãnh đạo toàn cầu, doanh nghiệp và bản thân hoạt động tuân thủ pháp luật, có ý thức giữ gìn và xây dựng hình ảnh bản thân trước công chúng. Top 100 nữ lãnh đạo Việt Nam toàn cầu được bình chọn sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng gồm các gói truyền thông và đào tạo, bên cạnh nhiều cơ hội phát triển kinh doanh không biên giới cùng Winning Global Holding. Để tìm hiểu cơ hội tham gia vào Top 100 nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu 2022, mời các nữ lãnh đạo hãy liên hệ ban tổ chức để được tư vấn.